Ảnh hưởng của bão số 3 khiến nhiều nhà chung cư cũ thuộc diện cải tạo xây dựng lại có hiện tượng nứt nghiêng. Bộ xây dựng đề nghị các tỉnh thành phố bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ dân phải di rời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Cả nước có khoảng 2.500 nhà chung cư cũ được xây dựng từ trước năm 1994, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có nhiều nhà chung cư theo kết quả kiểm định đã thuộc diện cải tạo xây dựng lại.